Hello Kira này mọi người. Thì như mọi người cũng biết là dạo này dịch ấy, cho nên là mình toàn ở nhà thôi. Kể cả học bài hoặc là làm cái gì đó, mình đều nằm, ngồi hoặc là làm này nọ cái kiểu, cho nên không có được vận động nhiều, không được ra ngoài chạy bộ. Nên là hiện tại bây giờ mình đang rất là béo như một con heo. Mình nghĩ là nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì mình sẽ không phải như một con heo nữa, mà chính thức trở thành một con heo mất. Cho nên mình phải tìm cách khắc phục chuyện này. Bên cạnh đó thì mình ăn cũng rất là nhiều. Mình kiểu ở nhà chán quá, ngứa mồm ngứa miệng á, cho nên thấy cái gì trước mắt là ăn. Nên là hiện tại thì số ký có hơi tăng vọt và mọi thứ đang không trong tầm kiểm soát. Cho nên chủ đề ngày hôm nay sẽ là mình sẽ ăn theo một thực đơn của một nghệ sĩ rất là nổi tiếng bên Hàn Quốc. Đó chính là IU Diet. Thật sự những bài hát của chị IU á, mình rất là thích. Và kể cả phim của chị đóng á, mình cũng có coi luôn. Và mình đã biết chị IU từ rất là lâu rồi. Và thực đơn của chị IU thì mình cũng có nghe qua luôn. Mình chưa có tìm hiểu kỹ và không biết là thực đơn của chị có những gì. Thì hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu với mọi người và áp dụng thử xem nó có thật sự hiệu quả. Thì bây giờ chúng ta phải biết sự ta cái gì không biết phải try Google. Mình có chiếc điện thoại hỗ trợ để mình xem thử thực đơn của chị IU có những gì nha. Ok, thực đơn của chị IU sẽ bao gồm: buổi sáng là một trái táo. Một trái táo à, cũng không sao, cái mức này vẫn tạm chấp nhận được. Bởi vì nhiều lúc mình đi học mà mình dậy muộn á, cho nên là mình bỏ bữa ăn sáng luôn, cho nên mình nghĩ cái này cũng chắc không thành vấn đề. Buổi trưa sẽ là hai quả chuối hoặc là hai củ khoai lang. Không, cái này em muốn chơi bình thường là cái bữa mình ăn nhiều nhất, mình ăn combo là cơm nè, đồ mặn nè, đồ xào nè, rồi canh, rồi các kiểu, là nữa sẽ uống thêm một hộp sữa nữa. Cái này hiểu rồi. Nhưng hai quả chuối hoặc hai củ khoai lang, how? Mình vẫn đỡ sợ. Ok, còn bữa tối là một ly đồ uống protein. Protein là giống ngũ cốc hả ta? Mọi người ơi, đây là thực đơn, sẽ đính chính là thực đơn trong một ngày. Chứ không phải là thực đơn trong một buổi duy nhất nha. Thực đơn trong một ngày đó. Mình không còn gì để nói. Chị IU vừa ăn theo thực đơn này và vừa workout vào cuối ngày, cardio khoảng 1 tiếng. Leo cầu thang, chống đẩy và giãn cơ. Song song với việc luyện tập đó thì IU có thể giảm 4kg trong 4 ngày. Wow, tuyệt vời. Nghe cái kết quả của chị IU thì mình cảm thấy mình có động lực hơn. Mình có thể giảm trung bình 1kg một ngày, đúng không? Mong là vậy. Nhưng mà mình thấy với cái chế độ ăn uống khắc nghiệt như thế này, ăn rất là ít luôn á. Và còn có luyện tập rồi giãn cơ các kiểu, và với một lịch trình vô cùng dày đặc, mà chị còn là ca sĩ nữa, thì mình thấy cái này nó có hơi là không ổn một chút. Và theo mình tìm hiểu của các chuyên gia thì thực đơn của IU có thể giảm cân, ép cân cực kỳ nhanh, nhưng mà nó lại không tốt cho sức khỏe. Cho nên thực đơn này thì mình sẽ challenge mình trong vòng một ngày thôi, chứ mình sẽ không áp dụng lâu dài đâu. Ok, và bây giờ mình sẽ đi mua nguyên liệu cho thực đơn ngày hôm nay nha. Let's go. Hôm nay mình sẽ đi chợ với mẹ. Vì siêu thị gần nhà cho nên là mình đi dép lào đến luôn. Úp, để đến nơi. Cái này đi con. Cái này hả mẹ? Cái này nè. Lựa trái bự nhất giúp con nha. Cái này nè. Lựa trái bự nhất. Chứ con sợ bị đói lắm. Cái này. Đã mua xong táo. Căng. Ôi xoài nhìn nè, y như trong phim luôn á, mà mình chưa bao giờ thấy loại xoài này bao giờ hết. Nhưng mà nó không có trong thực đơn của mình nên thôi, bye bye. Mặc dù rất ngon. Đây hai củ khoai lang. Hai củ hả? Vậy mua một cái củ. Mua con chỉ còn một củ thôi. Một củ. Ủa, khoan không, hai củ. Hai củ nè, hai củ. Ok. Thì hôm nay ngoài đi mua đồ cho thực đơn ra thì mình còn đi mua mấy thứ linh tinh, đồ ăn lặt vặt để sau này ở nhà dùng. Ta-da, đã mua xong, đi về thôi. Whoops, mình đã trở lại rồi đây và mình vừa mới có một chuyến siêu thị bao táp về. Thì mình đã mua được táo với lại khoai lang. Yeah. Ok, thì theo thực đơn là buổi sáng sang một quả táo. Thì mình thấy quả táo trong chương trình mà IU đã đem ra là một quả táo bự lắm, kiểu cỡ như đây lận. Nhưng mà mình thì tìm khắp siêu thị mình không thấy quả táo là bự bự vậy hết, nên mình quyết định sẽ mua hai quả táo nhỏ để ăn, để như ăn một quả táo bự. Đây, mình mua hai quả táo nhỏ để ăn như một quả táo bự. Thì mọi người ơi, bây giờ là 9 giờ sáng, thì mình thường ăn sáng hơi muộn chút. Bây giờ mình sẽ xuống gọt táo với lại rửa các kiểu, sơ chế các kiểu rồi chén thôi. Ta-da! Đây, mình đã gọt xong táo rồi, bây giờ mình sẽ thưởng thức bữa sáng của mình thôi.
ngon quá. Lâu rồi mình chưa ăn táo lại. Nhưng mà nhìn lại thì nó cũng khá nhiều với chứ. Thôi đưa, mình đã ăn xong bữa sáng rồi nè, ăn sạch bách luôn. Rồi mình thấy là bữa sáng ăn với táo cũng khá là ngon chứ. Cũng thấy no no chứ cũng không có được lợi ích đâu. Nên là mình nghĩ có thể áp dụng bữa sáng này cho những ngày sau cũng được để giảm cân. Còn bây giờ tới giờ mình học online rồi, cho nên là mình sẽ đi học online rồi đến trưa mình ăn tiếp nha. Mọi người ơi, mình đã học online 2 tiếng rưỡi xong rồi và hiện tại mình cực kỳ đói luôn. Mình nói thì bụng mình đang đánh trống hồi nãy giờ ở trong đầu của mình. Học vừa học mà cứ nghĩ tới thịt nướng, gà rán rồi khoai tây chiên rồi cái kiểu đại biểu, cho nên là bây giờ đã học xong là mình gần 2 giờ là mình sẽ ăn trưa luôn. Và thức nướng của bữa trưa sẽ là khoai lang, mình sẽ đi làm khoai lang. Wow, bây giờ nó nóng hổi rồi, bây giờ mình sẽ phải bẻ rồi. Wow, thơm á, mà nó nóng á. Giờ ăn khoai lang này, cô nhìn nè, nhìn màu đẹp ghê á. Lâu rồi mình chưa ăn khoai lang, mình nhớ lần cuối mình ăn khoai lang là như lúc lên Đà Lạt chung với lại B6 hay sao á. Khoai lang cực chất là công đoạn tách vỏ. Wow, nhìn màu thèm quá. Chắc khoai lang nó ngon rồi, nhưng mà hôm nay mình nghĩ là cái bữa ăn khoai lang này nó sẽ ngon gấp vạn lần. Bây giờ hiện tại mình đang rất là đói, đói thật sự. Ok, bây giờ đã là 8 giờ tối và hiện tại mình đi rất là mệt, cũng như rất là đói bụng. Mình sắp bị bóp rồi, mình sắp kiệt sức rồi. Và vừa mới tập luyện xong ấy, kiểu lâu ngày rồi không có vận động như vậy á, thì mình cũng lười á. Cho nên mình cảm thấy nó hơi nhức nhức người chút xíu. Nhưng mà chắc sau này sẽ tăng cường chế độ luyện tập hơn để cho nó quen. Còn bây giờ thì đói bụng quá, cho nên là mình sẽ đến với thực đơn cuối cùng của mình, đó chính là một cốc protein. Và bây giờ mình sẽ xuống pha một cốc đây. Let's go. Oh no! Ok, bây giờ mình sẽ uống xong ly này xong mình phải làm bài tập về nhà. Mình có quá nhiều bài tập về nhà. Cho nên là ok mọi người, hôm nay là sáng ngày hôm sau rồi nè. Và không biết đối với những người khác ở đây này như thế nào, mà riêng đối với mình thì không hiểu sao, tại vì mình không biết có làm gì sai hay không. Mà sáng hôm sau mình đau bụng cực kỳ luôn, mình đau bụng mà vừa mới sáng ngồi dậy là bụng mình nó đau, nó quằn quại luôn, mình không hiểu tại sao. Chắc là do ăn khoai mà bụng mình yếu hay sao đó, mình cũng không có biết. Nhưng mà mình cảm thấy là cái diet này nó không phù hợp với mình lắm. Tại vì mình có đứng trên cân thử rồi thì nó chênh lệch cũng không nhiều hết. Cũng không phải mấy, cũng có chút xíu nhưng mà nó cũng tăng lại. Mình ăn vô nó cũng tăng lại, cho nên là mình nghĩ là mới có một ngày thì không thể nào thấy được kết quả nhiều gì được. Nhưng mà dù sao thì nó cực khổ, cái diet này nó quá cực khổ với mình. Nó phải nhịn tùm lum mà sáng hôm sau còn đau bụng nữa, cho nên mình nghĩ là nó không phù hợp với mình. Và đó là trải nghiệm của mình một ngày làm theo IU Diet và nó thất bại. Nên là mình sẽ giảm cân lành mạnh hơn và sẽ ăn đầy đủ các chất cũng như là tập thể dục thường xuyên hơn. Cố lên, bye bye mọi người.